bọn tao lại bước vào trong thành phố khi tụi mày đen. Âm nhạc này khuấy đảo trong thế giới ảo cho tụi mày nghe. Bọn tao vẫn bước tiến ở trong cuộc sống như tụi mày thấy. Anh em tao xuất hiện với một cách sống làm công nhân tốt. TCDT bọn tao vẫn thấy, bọn tao vẫn nghe. Khi xuất hiện một câu thằng chú và câu thằng chú là I don't care. Hater nó cứ như vậy, nó cứ chơi bài rồi lại phải nghe. Thôi mày quay đầu đi, rồi tiếp tục làm công nhân tốt. Đây là công dân tốt và tao không làm gì phạm pháp. Những việc tốt tao viết vào nháp, không chơi đồ chỉ biết lấy trap. Là trong anh biết khổ, tao tin vào những điều răng dậy. Tụi chỉ luôn có sức khỏe, đừng nên làm những điều sằng bậy. Công dân tốt không cần nhìn vào góc độ của tốc độ để hóa độ vào những chuyện mày xem là quá khổ. Chú ý vào nơi hạ bộ để có thể mà dễ hạ bệ. Nhiều lần phải lên lệ, đôi khi mày phải mặc kệ người đời ta cười chê. Tao luôn nắm chìm vào trong công việc, sống cái cách mà tao muốn. Rap trong tao là luôn bất diệt, anh em tao luôn đầy nhiệt huyết. Cuộc sống này luôn luôn khắc nghiệt, khiến nếu tao luôn luôn bất kiệt. Nhiều lúc không được như mong muốn, nhưng tao cảm thấy cuộc sống rất tuyệt. Và tao biết ai sẽ nơi tin trong người vẫn cứ chạy, vườn câu tao vẫn cứ bay, uống rượu không được chạy. Là một đứa luôn sống lâu kỳ, không sợ mói với những thị phi. Đức kia ba cùng racing boy có khăn hàng ngày tôi luôn chống chọi. Đến từ tổ đội là gì ấu đi, tao lâu kỳ may lại được biết chấp như phải đã rì. Mỗi khi bước vào show mấy em gái hay lên là đắt đề để bé tìm bố đi trước. Trong đó có tên cái tì, đừng hỏi về tổ phát rap. Tao không biết đâu, trình độ tao không bằng ai, nên phải viết câu mày muốn làm tiền từ tao. Phải có chiếc khấu, không có thằng tướng nào bước ra trận mà lại tiếc máu. Thằng nào cũng muốn mình sướng, chứ đâu có ai muốn bản thân khổ. Nên tao phải có ý chí cầu tiến, tập trung làm kiếm tiền năng nổ. Có thằng làm công nhân và cũng có thằng đang làm việc công sở. Gia đình tao khuyên đi kiếm tiền bảo đó, thật sự là tao không nợ. Muốn làm một công dân tốt, nên bây giờ tao phải khác thôi. Ra đường phải ngẩng cao đầu, tự hào là một thằng good boy. Thảo dược ở trên tay, hôm nay mà tao chỉ nhấp môi. Anh vui đến còn biết cháy, và bây giờ tao phải tắt thôi. Và tao lại bước vào trong thành phố khi tụi mày đen. Âm nhạc này khuấy đảo trong thế giới ảo như tụi mày nghe. Bọn tao vẫn bước tiến ở trong cuộc sống như tụi mày thấy. Anh em ta xuất hiện với một cách sống làm công nhân tốt. TCDT bọn ta vẫn thấy, bọn ta vẫn nghe. Khi xuất hiện một câu thằng chú và câu thằng chú là I don't care. Hater nó cứ như vậy, nó cứ chơi bài rồi lại phải nghe. Thôi mày quay đầu đi, rồi tiếp tục làm công nhân tốt. Nên mình tiếp bước sau cho thằng em này bước lên. Nên là phải nối tiếp theo, cù nãy anh ta bước lên. Ta không phải tiktoker, nhưng là nhạc ta vẫn ngầu. Câu thằng chú I don't care khi tự ghi mình trong đầu. Tao làm qua loa cho xong mau. Nếu ta không thích thì replay. Và bọn ta nhìn có chữ ít, còn nếu mày thích thì cứ replay. Còn mày thấy mong tao mà nó không thích hả? Không một chút than thở, không muốn bị phụ lòng nên cố gắng bước sau. Khó khăn tao xuất hiện đối diện thịt đanh thép, để cho tụi ganh ghét luôn luôn phải ước ao. Cho nên tao phải làm sao để được hoàn thiện và trở nên thuyết phục. Thúc đẩy thì bản thân và mang cho mình một năng lượng tích cực. Bỏ qua hết mọi chuyện nữa, working hard để làm giàu. Nhưng mà tao phải bỏ qua chuyện vách, là bởi chuyện deal là hàng đầu. Bước vào lớp mang đồ hiệu đóng thùng trong, tao khá bảnh. Nếu rap game là một ván bài, tao có thuộc phá sẵn. Mấy công nghệ này muốn cua tao, nhưng mà tao lại tránh. Không phải vì tao ngại ngùng, bởi vì tao quá chảnh. Còn thắng thì làm vui, nhưng tao không phải kẻ thua cuộc. Muốn thắng tao chắc nằm mơ, vì tao không dễ mua chuộc. Đi ngược lại với tất cả mọi lời định kiến. Mặc dù tao thiện làm nhưng chưa bao giờ đình chiến. Vẫn đi lên từ con số không, đôi lúc cảm thấy lạc lõng. Dù cuộc đời này quá trong, tao vẫn cứ khiêm nhường. Dù người đời thấy tao khá ngông, họ nói tao giống siêu sao. Tao cảm thấy mình quá giống, tao làm vậy vì bản thân, không phải vì mong em quá công. Đi đâu ai cũng biết, bởi vì tao vừa sống quá rộng. Lời lẽ tao đanh thép nên cho một ai dám đã động. Hip hop cho mạch máu và cây mai nằm ngay trong cuốn họng. Thả flow khi được khó xíu vào phổ, nhưng tao không phải là Vietnamese gang. Tao chỉ có thể làm việc không biết mệt mỏi và đưa âm nhạc tới vinh quang. Vần câu tao ca nghe trong đầu, có thể tao rap những thứ mày cho là xấu. Như đông nấu khi bắt đầu, không có ai để tao bất cầu. Tao không chắc làm sẽ rất ngon, đến khi tao làm liên tục lắc đầu. Flashing the old way may have fall, tôi chơi chỉ để ghi bàn đàng hoàng. Nhờ lời là pro, không cần thấy chương bàn. Vì nhạc tao ngày càng lên, cái tao bước lên sàn bàn hoàng. Làm tao chưa quên, tao đang thử sống miền tàn. Làm như chỉ để thôi mày đam mê. Tao lơ là cho huyền lành, vì mày thằng bàn cùng bàn trong quê. OC bị chế danh vần, đôi tay dần lo tao tới thiên đường không quá vì thường. Nhâm thanh lên tôi làm một ghế điên cuồng. In a game and freestyle trên đường đột quay ride. Không để qua lâu tụi tao lo điều là để lại một bè. Sẽ thành một người như tao, con nhân không thể không cần. I don't wanna stop, vì đâu ai muốn mình phải chờ. Tao không thể đâu ngờ, tao đang từng bước đi tới ước mơ. Không nên trong từng giờ, tao nhớ lên khói cái đèn lần lờ. Hướng mắt lên bầu trời, ở giờ anh chàng tao nhớ con sói. Tao lấy nó từ đời, lỡ rap của tao chỉ là lời nói. Tao flow ngay trên thiên đàng. Ước mơ của tao là trở thành giàu sang. Nếu tao có chết thì tao cũng hiên ngang. Bước tiếp trên đôi chân con đường dài miên man. Breaking the circle, nếu không phải tao sẽ không là ai khác. Flashing on the mic, for you don't know. Bộ nào mày mong của mày cũng đã biết tao khai thác. Ay shit, tôi đang bay tiếp bên lại phong độ cầm cây viết để cho bằng baby stay lit. Phần thứ âm nhạc này phát hàng đêm đến từ là G.O.D. Phát triển bản thân học tập để tao dễ dàng kiếm thêm chứng chỉ. Brother, Louis, Gucci, Bang, Molly, Purple, Gucci, man. Là một công dân tốt, thằng bố mày underrated. Nhưng mà tao biết đâu sẽ một ngày we gonna get it, get it, get it, get it. Stupid, we the gang. Going down, hey bitch, bitch, bitch.
listening again, looking in again, listening again. Echo this the band, tôi là công dân vàng. Only only man, only only fan. Cuối tiếng radio, thích con ghế đất bự vì mẹo mẹo xin cầu. Để tụi tôi trong chất, người dính đang mua gái mua liều wow. Trừ vì cái tôi và tất cả dự án để làm công dân ngầu. Kỹ năng vàng đau phủ, bánh hiếm gặp là gì đi sang đâu. Tụi tôi không phải nơi bỏ xét, được tụi mày siêu thoát. Adidas, tay cầm súng, tay cầm tiền, lực mà xét. Adidas, 90 liều gì, giờ flow tao đang đi. Thành tiếng là sau khi anh em làm một bio đi kiểu nghĩ. Tụi tao tự tạo ra con sống, đổ bộ vào trung tâm. Nên nhạc trap gang với bộ dạng hoang không bị gấp lên. Đã được chuẩn bị sẵn bạo lực trên đời thông cân cốt. Vì đơn giản tụi tao không biết công dân tốt. Tao nâng ly đầu tư kỹ money nhiều trong với không. Mà sân si không phân biệt tiếp thu mọi chân lý. Ra đường xây nợ với mấy cái thằng mà tao chơi mai thuế. Công dân tốt như tao tụi nó cứ ước và đứng lên sau khi và khi lướt trên đường phố như tụi tao bao căng. Cưỡi chân con xe xối anh đéo bao giờ tụi tao sợ hao xăng. Đôi chân này đã bước trong quân ngủ cũng đã được 2 năm. Những ngày tháng vất vả đang ghi chiến tranh và cả là gia ngâm. Tụi nó muốn như tao, một công dân gương mẫu. Công dân tốt như tao là mẫu người tụi nó luôn về phấn đấu. Phấn đấu trong chi bao là sự thật đó làm sao mà cố giấu. Muốn làm rất nhiều thứ nhưng chợt nhận ra mày chưa dám đương đầu. Và anh em luôn bên nhau tụi tao nuôi chi lớn. Và trong gai trong tương lai nhưng đôi bàn chân vẫn cứ bước. Making money từng ngày khi mấy thằng ghét phải ngước lên. Còn nếu muốn là công dân chuẩn thì lên danh sách đất tao còn chốt đơn.